Chào tất cả các bạn nhé. Sau đây mình sẽ làm một cái video về mở mật khẩu BIOS mà không cần dùng đến phần mềm. Cái này mình cũng sưu tầm trên mạng thôi. Trên đấy nó có phần sử dụng cả phần mềm cả sử dụng đến một cái trang web thì trong hai cái trang đấy thì mình phát hiện ra là một trang là BIOS gạch ngang pvkep.org. Cái trang này là sử dụng hiệu quả nhất này, không mất phí. Đấy, các bạn nhớ nhé, nó là không mất phí. Sau khi mọi người mà mở vào cái BIOS của máy tính á, mà không vào được thì sau khi mọi người nhập sai 3 lần nó sẽ ra một cái ô màu đỏ. Ô đấy nó sẽ hiển thị là bên trên nó sẽ hiện là cây. Đấy, nó ra một cái mã, đây cái mã nó dạng như này, tùy từng dòng máy có các mã khác nhau. Đấy, và mỗi lần mọi người nhập như thế hoặc là mọi người tắt máy đi, mọi người lại nhập lại, bật lại như thế, mọi người cứ nhập sai 3 lần thì nó lại ra là một cái mã như này, vẫn là một cái máy đấy, nhưng mọi người tắt máy đi, mọi người lại bật lại và mọi người vào lại sai 3 lần nữa, nó lại ra một cái mã khác. Đấy. Thì cái mã này thì mọi người sẽ nhập lại vào cái ô nhập mã của bạn tại trang BIOS gạch ngang PW.org. Đấy. Mọi người nhập vào, sau đó mọi người bấm lấy mật khẩu, nó sẽ ra một cái ô gồm 8 chữ số này. Đây đúng 8 không nhỉ? 2 4 6 8 đúng rồi. 8 chữ số này mọi người sẽ nhập tiếp vào ô màu đỏ trên màn hình máy tính. Gọi là Enter one time password. Đấy. Mọi người nhập vào xong rồi mọi người enter thì là vào được bình thường. Nó đã sẽ là vào win trước, và mọi người nếu mà muốn kiểm tra lại là mật khẩu BIOS đấy được xóa bỏ hay chưa, mọi người tắt máy đi. Tắt máy đi và nhập tắt máy đi và bấm cái phím để vào BIOS đấy. Đấy, thì là nó sẽ phát hiện ra là mình sẽ vào được BIOS một cách bình thường. Đấy. Còn một cái trang khác là cái trang BIOS Helper. Com đây, trang bioshopper.com, mọi người sẽ nhập cái mã này vào, ví dụ như loại máy này, đời máy này, đấy, mã máy vào, kiểu máy tính loại nào mọi người nhập vào, nhập mã băm, nhập email, xong mọi người bấm continue. Nhưng cái trang này mình nói trước là cái trang này là mình phải mất phí, đây mất phí là 10 đô để mỗi một lần mình mở, sẽ mở ra email hoặc số điện thoại. Đấy, xong rồi, người bấm xong một lần nữa thì nó sẽ ra một cái là cái thẻ thẻ để các bạn thanh toán ấy. Đấy, nếu như mà các bạn không có thẻ thì các bạn không thanh toán, mà đồng nghĩa với việc là đã không thanh toán được thì các bạn sẽ không thể mở được cái này ra. Đấy, nên là hiệu quả nhất chỉ có mỗi cái trang này thôi, BIOS chấm à nhầm BIOS gạch ngang PW.org. Đấy, mọi người nhập vào thì là sẽ chạy một cách bình thường. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Video được quay màn hình bằng phần mềm FaceTone Capture. Phần mềm này được active rồi, nên là mình có thể viết được cái tiếng Việt lên cái màn hình ban đầu màu xanh ban đầu mà mọi người xem sẽ hiển thị đây nhé. Đấy, còn nếu như mà không được active thì là nó sẽ không viết được tiếng Việt. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà mọi người thấy hay thì hãy đăng ký kênh và like chia sẻ giúp mình nhé. Chúc các bạn thành công. Hết mình.